Nói về nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ của polyp đại trực tràng thì cho đến thời điểm hiện tại, cái nguyên nhân chính xác người ta cũng không có biết rõ. Tuy nhiên người ta thấy rằng đây là cái sự phát triển, sự phân chia bất thường của những cái tế bào ở niêm mạc đại trực tràng. Thì có những cái yếu tố nguy cơ nó liên quan đến cái tình trạng này, bao gồm thứ nhất đó là tuổi tác. Thì các nghiên cứu thấy rằng những cái bệnh nhân mà họ từ khoảng 50 tuổi trở lên, họ sẽ có cái nguy cơ mắc polyp đại trực tràng cao hơn so với người trẻ tuổi. Thứ hai là đó là tiền căn gia đình. Nếu mà những cái bệnh nhân có những người thân trong gia đình bị về polyp đại trực tràng nè, hoặc là về ung thư đại trực tràng, thì những cái bệnh nhân đó họ sẽ có cái nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với những người còn lại. Và cái số thành viên trong gia đình mà bị mắc polyp đại trực tràng càng cao á, thì cái nguy cơ mắc bệnh của người bệnh sẽ càng cao. Hoặc là bản thân cái người bệnh đó có những cái bệnh lý về đại tràng như là viêm loét đại tràng, bệnh Crohn hay là bệnh viêm ruột, bệnh ung thư đại trực tràng, thì nó cũng sẽ là một cái yếu tố làm gia tăng nguy cơ ung thư hoặc là polyp đại trực tràng. Ngoài ra những cái người mà thường xuyên uống rượu bia, những cái thức uống có cồn hoặc là hút thuốc lá, hoặc là sử dụng chất kích thích thì cũng làm gia tăng nguy cơ có polyp đại trực tràng. Các đối tượng thừa cân, béo phì, ít vận động, hoặc là những người đái tháo đường type 2 mà không được kiểm soát tốt, đây cũng là cái nhóm nguy cơ làm tăng polyp đại trực tràng. Hoặc là cái nhóm bệnh lý còn lại thì người ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân có cái hội chứng Kling, hoặc là cái hội chứng đa polyp gia đình, hoặc là cái hội chứng Burgess-Ginger, đây là cái hội chứng mà nó làm cho gây ra tăng polyp ở đường ruột và làm tăng nguy cơ ung thư của đại trực tràng. Các yếu tố còn lại thì người ta thấy rằng đó là chủng tộc. Thì các nghiên cứu ghi nhận rằng người Mỹ mà gốc Phi thì họ là có nguy cơ tiến triển thành ung thư đại trực tràng cao hơn so với những cái chủng tộc còn lại.